tình yêu Chúa, ba ngôi tuyệt mỹ khôn lường. Nói sao tình Chúa muôn trùng vì đời con Chúa hằng xót thương, vì đời con ân huệ chan chứa. Tim con trao dâng muôn câu hát, muốn dệt kết thành bài ca để ca ngợi tình Chúa hai hà. Vì từ đây Chúa là của con, và con đây cũng thuộc Chúa luôn. Ôi tình yêu nhiệm màu những say đắm, lặng thầm những mãnh liệt. Ôi tình yêu hơn cả sự chết, con mong manh cát bụi phàm trần, hạt cát qua nhỏ nhoi muốn chìm vào trong đáy biển khơi. Tình là tình yêu Chúa, ba ngôi tuyệt mỹ khôn lường. Nói sao tình Chúa muôn trùng, vì đời con Chúa hằng xót thương, vì đời con ân huệ chan chứa. Tim con trao dâng muôn câu hát, muốn dệt kết thành bài ca để ca ngợi tình Chúa hai hà. Vì từ đây Chúa là của con, và con đây cũng thuộc Chúa luôn. Ôi tình yêu mọi chiều ai đo thấu, nồng nàn hương kéo mời. Ôi tình yêu hơn cả mạng sống, con hân hoan theo đường tình Ngài, làm hiến lễ tình yêu, xin một đời đáp trả tình yêu. Trái ngọt đầu cành, đời thánh hiến muôn vui, xin trọn đời yêu Chúa mà thôi. Ôi tình yêu tuyệt vời như câu hát, ngọt ngào như suối mật. Ôi tình yêu như màu huệ trắng, con rưng rưng thốt lời thề nguyện. Lạy Chúa, Chúa trời con, xin trọn đời chung tín thủy Chúa. Tình là tình yêu Chúa, ba ngôi tuyệt mỹ khôn lường. Nói sao tình Chúa muôn trùng, vì đời con Chúa hằng xót thương, vì đời con ân huệ chan chứa. Tim con trao dâng muôn câu hát, muốn dệt kết thành bài ca để ca ngợi tình Chúa hai hà. Vì
đây Chúa là của con, và con đây cũng thuộc Chúa luôn. Từ đây Chúa là của con, và con đây cũng thuộc Chúa luôn. Đời con nguồn hạnh phúc con
trong cây ngàn. Khi đời con tô điểm những bước chân gieo vắng tin mừng, từng bước ngài dìu dắt con đi, ôi Chúa tình yêu mến thương ngập tràn. Tâm tư con gieo vắng ca mừng, từng bước đời tận hiến con đây, dâng Chúa tình yêu giữ cho vẹn toàn. Đường đi lên nhà Chúa, đi lên nhà Chúa, Chúa ơi, cùng thánh ngài ngời bao huyền diệu, ngất ngây trong cõi lòng. Lời ghi Chúa con mơ ước ngày đêm, điệp trùng mang tiếng khúc hát kinh dâng đời. Chúa ơi, phụng sự nhà Chúa vui sướng nhường bao, có Chúa làm gia nghiệp đời con, nguồn hạnh phúc con trong cây ngàn. Điệp trùng mang tiếng khúc hát kinh dâng đời. Chúa ơi, phụng sự nhà Chúa vui sướng nhường bao, có Chúa làm gia nghiệp đời con, nguồn hạnh phúc con trong cây Thank you.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, có lẽ đối với giáo họ Tân Thành, ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, bởi vì trong lễ tạ ơn này, giáo họ tạ ơn Thiên Chúa vì những gì Ngài đã làm cho giáo họ. Đặc biệt, một người con của giáo họ về đây để tạ ơn Chúa vì ngày vĩnh khấn, và cùng với thầy Francisco Assisi Đức còn có 12 thầy đồng lớp đồng bào cũng về nơi quê hương của thầy Đức để cùng với gia đình của thầy Đức và giáo họ tri ân cảm tạ Chúa. Tất cả là hồng ân. Tất cả chúng ta đến đây cũng để cảm tạ và tri ân Chúa vì hồng ân đó. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah: dòng dõi chúng sẽ được nổi danh giữa các dân tộc, mưu rể chúng sẽ được biết đến giữa chư dân. Tất cả những ai thấy họ đều nhận biết họ là dòng dõi được Chúa chúc phúc. Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa, và lòng tôi hoan hỷ trong Chúa của tôi, vì Người đã mặc cho tôi áo phần rồi và choàng áo công chính cho tôi. Như tân lang đầu đội triều thiên, như tân nương trang sức bằng bảo ngọc, như đất đâm trồi, như vườn đại lộc, Chúa cũng làm phát sinh công trình và lời ca tùng trước mặt muôn dân. Đó là lời Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
và người diễn giả
người dạy đứng nguyên một chỗ. Đức Giê-xu dạy thường trên sườn đồi, trên núi cao, ngoài bãi biển, trên bờ hồ. Và thường thường Ngài dạy vừa đi vừa dạy, dạy ra trên những đường cái qua của Palestine, vừa dưới bờ hồ, từ dưới con đường dạy ngang của Palestine lên Jericho, và từ Jericho sẽ lên Jerusalem. Và vì Ngài vừa đi vừa dạy, thành những người đi theo Ngài luôn luôn tìm cách đến gần diễn giả hơn để nghe cho họ. Chính vì vậy, họ có người đi trước, có người đi sau, có người đi bên cạnh Ngài. Và hôm nay thấy lạ, bởi vì những ồn ào từ những người đi trước đi sau, anh ta gọi họ một người có gì đó. Người ta cho anh biết là có Đức Giê-xu Nazareth đang đi đến. Nghe Đức Giê-xu Nazareth có lẽ trong mù, nhưng mà tai thì vẫn là thính. Anh ta có lẽ đã nghe Ngài nhiều lần. Thành ra anh ta cũng đang nghe những phép lạ Ngài làm, thì anh ta muốn nhân cơ hội này để xin Ngài một thần ấn. Đó là hét thật to: Lạy Chúa Giê-xu, con vua David, xin thương xót tôi. Hét một lần chưa đủ, anh ta hét hai ba lần. Điều đó gây cảm trở cho những người đang nghe Đức Giê-xu dạy. Thành của họ nạt nộ anh ta: im đi. Nhưng anh ta không thể im, vì đây là cơ hội cuối cùng. Và Ngài dừng lại, hỏi anh ta: anh muốn tôi làm gì cho anh? Và lời nguyện xin của anh ta: lạy Ngài, xin cho con được nhìn thấy. Bà chủ đã cho anh ta nhìn thấy. Câu chuyện hôm qua cũng luôn luôn là câu chuyện của hôm nay. Chuyện giữa Đức Giê-xu và anh mù nằm bên ngồi bên đường Jericho cũng rất có thể là chuyện của Đức Giê-xu và chúng ta hôm nay. Giả sử bây giờ Đức Giê-xu hỏi mỗi người chúng ta: ông bà muốn tôi làm gì cho ông bà? Các con muốn thầy làm gì cho các con? Không hiểu câu trả lời của chúng ta sẽ ra sao. Rất có thể có người xin cho con được trúng sổ số, xin cho con được mở ước đi làm ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản, ở Đài Loan để thực hiện. Những anh hùng ngày xưa, bởi vì nhờ ơn trời, nhờ ơn người, tất cả chúng ta đang thành. Nhưng mà hồn của con thấy rõ con đường mà Chúa muốn cho con đi hay không? Chắc chắn cũng có người xin như vậy. Nhưng mà chưa chắc đại đa số chúng ta đã xin như vậy. Chính vì vậy, anh mù hôm nay mặc dù không thể, hoặc là xin cho con được thầy và được bước đi cái con đường của giáo sĩ Francisco Lassi Đức khai thông. Thấy cuộc đời, được thấy con đường của Chúa, được thấy lời mời gọi sâu thẳm của Ngài để bước đi. Xin cho con được thấy sự nhỏ nhen của tâm hồn chúng con, những giận hờn, những ghen tuông. Và hôm nay đang hiện diện ở đây để cảm ơn Chúa vì đã cho thấy con đường đó và đã theo Chúa trong suốt những năm tháng vừa qua. Chúa luôn biết mở rộng tầm nhìn để nhìn thấy những khổ đau của cuộc đời, những khổ đau của người
những gì con phải làm để đồng hành với những nạn nhân đó, để hỗ trợ những nạn nhân đó, và xin cho con được thấy con đường đời mà Chúa đã dẫn con đi. Ước mong rằng Chúa trả lời cho con, cho chúng ta, như Ngài đã trả lời, như Chàng trả lời cho anh mình, để chúng ta được tìm ra con đường của chính, con đường của nhân nghĩa, con đường của công bằng, con đường của lẽ phải, con đường của tin mừng, con đường của ánh sáng. Xin Thiên Chúa chúc lành cho đại sĩ Francisco D'Assisi và những đồng bạn đồng đội, và xin Ngài cũng chúc lành cho chúng ta để luôn luôn trong cuộc đời chúng ta biết khám phá và nhìn ra con người chúng ta phải đi, những gì chúng ta phải làm, những gì chúng ta phải bỏ, để mỗi người và mỗi ngày cố gắng trở nên môn đệ của Chúa hơn. Amen. Anh chị em rất thân mến, Thiên Chúa là Cha toàn năng, muốn cho mọi người được ơn cứu độ và nhận biết chân lý. Vì thế, một lần nữa chúng ta hướng một tâm trí lên Người, để xin Người mở đường vạch lối cho chúng ta đi, và xin Người cho chúng ta được can đảm để bước đi trên con đường của Cha ông chúng ta, con đường của anh chị em, con đường của bao nhiêu người tín hữu chân thành đang bước đi. Tôi chính là một tử nhân lành. Chúng ta cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Francisco, các đức giám mục, hàng linh mục trong phòng, cách riêng cho Đức Giám mục Phaolô, Cha quản sứ và quý Cha đang hiện diện nơi đây luôn mạnh khỏe hồn xác, lòng nhiệt thành và sự khôn ngoan để Ngài tận tình hướng dẫn và chăm sóc đàn chiên như lòng Chúa mong ước. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời trong con. Tất cả những ai thấy họ đều nhận biết họ là dòng dõi được Chúa chúc phúc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bạn trẻ trong giáo xứ chúng ta biết lắng nghe, quảng đại, dấn thân đáp lại tiếng Chúa mời gọi, làm thờ cho Ngài trong ơn gọi sống đời thánh hiến. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là nguồn tình thương, là sức mạnh, là nơi chúng con ẩn náu. Xin nhận lời cầu nguyện của cộng đoàn chúng con. Xin Chúa thương
khi từ nguyện lòng mình chiêu mối người cầm lấy ban ta ơn bề ban và ta cho các môn đệ mà tất cả các con này nhận lấy mà ăn vì này là mình thầy sẽ đi nộp vì các con.
trần gian. Tình người đã chết chỉ vì yêu tha thiết. Tay người biết làm giữa chúa trần gian. Có một tình yêu. Chúa ở cùng anh chị em. Lạy Chúa, hy lễ tạ ơn chúng con đã dâng tiễn và lương thực thiêng liêng Chúa vừa ban. Đó chính là bí tích cứu độ của con một Chúa. Ước chi bí tích này giúp chúng con vui vẻ hăng say phụng sự Chúa, và nhờ đó được hưởng những hồng ân khác nữa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy chúc tụng danh Chúa. Cha, quý cha cùng toàn thể cộng đoàn an toàn. Trọng kính Đức Cha, kính thưa quý cha và toàn thể cộng đoàn. Trong niềm vui mừng hồng ân vĩnh khấn, giờ đây một vị đại diện giáo xứ giáo họ có lời chào mừng Đức cha, quý cộng đoàn và chúc mừng thầy Francisco Assisi. Xin trân trọng kính mời ông. Trọng kính Đức Cha Phaolô. Quý cha, kính thưa quý thầy, quý sư, quý ông bà cụ, quý quan khách và toàn thể cộng đoàn. Đầu tiên cho phép con thay lời cho hội đồng mục vụ giáo xứ giáo họ cùng toàn thể bà con trong cộng đoàn giáo xứ là anh cách riêng là giáo họ Tấn Thành gửi tới Đức Cha, quý cha, quý thầy, quý sư, quý ông bà cụ, quý quan khách và toàn thể cộng đoàn lời chào trân trọng và lời chúc bình an trong Chúa Kitô. Kính thưa Đức Cha, quý cha và quý vị, trong niềm vui tạ ơn hồng ân thánh hiền, chúng con chỉ biết dùng lời thánh vịnh mà cất lên, biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn lành người đã ban cho. Với tâm tình đó, chúng con cảm nghiệm được tình thương mà Thiên Chúa đã ban cho cộng đoàn giáo xứ làng Anh, giáo Ảnh Qua, người con yêu quý sống ơn gọi đời thánh hiến là thầy Francisco Assisi Phạm Văn Đức. Chúng con
kính xin Đức Cha, Quý Cha và cộng đoàn dâng lời tạ ơn cầu nguyện cho thầy và cộng đoàn chúng con. Chúng con xin cảm ơn Đức Cha, Quý Cha, đặc biệt là Cha Quán Sứ, Cha Phó vì những thao tức mà Quý Cha đã lo lắng cho giáo xứ chúng con khi không ngừng dấn thân quan tâm và đào tạo từng giáo dân trong giáo hội xứ. Cách riêng hôm nay Đức Cha đã hiện diện trong thánh lễ tạ ơn của thầy Francisco Assisi như động lực để nhắc nhở chúng con sống đạo. Kính thưa thầy Francisco Assisi phạm văn học ít chữ rất bò, không phải chỉ hôm nay mới nói, chúng con cái vũ khí ngay từ đầu thầy bước vào đời thánh hiến, nỗi mừng nỗi lo con biết rằng đời thánh hiến thật thật gian lao, đòi hỏi phải yêu chùa yêu giáo hội và dấn thân cho tha nhân. Để được như thế, đời tu đòi hỏi phải từ bỏ mình mỗi ngày để chết đi con người của 20 tháng 8 năm 2020 tại dòng Francisco giáo xứ giáo hội mừng vui khi thấy thầy Francisco đã can đảm đứng lên khuyên thánh trọn đời với ba lời khuyên phúc âm, khuyến tình vâng phục và khó nghèo. Quê hương thánh lễ tạ ơn, chúng con cá nhân hai chữ quê hương đối với thầy thật thiêng liêng và cao quý. Giáo xứ giáo hội xin chia sẻ niềm vui và chúc mừng hầu ấn tình cảnh của thầy. Nguyện chính Thiên Chúa luôn đồng hành và chúc lành cho thầy trên bước đường thánh hiền. Giáo xứ giáo hội tiếp tục cầu nguyện cho thầy. Cầu đoàn chúng con chúc mừng gia đình ông bà cụ. Có lẽ hôm nay ông bà cụ và gia đình cùng rất hạnh phúc và chúc mừng vì tình yêu dạt dào mà Thiên Chúa đã tuôn đổ xuống trên gia đình. Cái nhất là cho thầy Francisco sự quá đại trừ hy sinh âm thầm mà ông bà có và gia đình đã được Thiên Chúa đón nhận. Chúng con xin chúc mừng ông bà cụ và gia đình của cộng đoàn giáo xứ giáo hội. Chúng con xin gửi đến thầy. Cha quản sứ,
Con xin cảm ơn Cha đã thương chấp thuận, tận tình lo lắng và tạo mọi điều kiện thuận lợi để con có được thánh lễ tạ ơn suốt sáng và trang nghiêm hôm nay. Con nguyện chúc Cha luôn tràn đầy tình Chúa, ngát hương tình người trong cương vị mục tử của mình. Sự hiện diện và hiệp thông trong thánh lễ của quý Cha là bằng chứng rõ nét nói lên tình liên đới mật thiết sâu xa trong gia đình giáo hội. Con xin chân thành cảm ơn và cầu chúc quý Cha luôn dồi dào sức khỏe, mãi là cánh tay nối dài của Chúa Giêsu giữa sóng gió biển đời. Niềm vui chúng con được trọn vẹn và tràn đầy ý nghĩa khi được đón tiếp quý thầy, quý sơ, những người anh, người chị đã cùng chung một lý tưởng, đã không ngừng cầu nguyện và sẵn sàng chia sẻ cùng con những kinh nghiệm quý báu trên hành trình ơn gọi. Ước mong sao tình cảm thiêng liêng cao quý ấy mãi sắt son và bền chặt. Con xin cảm ơn hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ, các ban ngành, ca đoàn cùng toàn thể cộng đoàn đã luôn cầu nguyện và lo lắng cho con trong suốt những ngày. Cuối cùng, con xin gói trọn tâm tình biết ơn trong bó hoa tươi, kính xin Đức Cha, Cha xứ và Cha giám đốc của đan viện thương đón nhận. Con xin cảm ơn. Thank you.
Xin chân thành cảm ơn thầy nói cha nói tại câu số không có hai bó một được một bó thôi cha được cảm ơn và hiện nay thì thời tiết rất thuận lợi và chúng ta xếp nhanh một tí kẻo mà lỡ may trời đẹp hơn thì chúng ta để là mất cơ hội. Xin mọi người nhanh chân chúng ta ra phía ngoài hoan trường để chúng ta ngồi vào bất tiệc. Chào cho con lời Chúa, dù đời con quen ua, nguyện đời con lời chân lý đến cho mọi nơi. Ra đi đầy nguyện ước và này con gieo bước, nguyện đời con đem nguồn yêu mến đến cho mọi nơi. Xin mọi người chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn nhau. Nhân lấy Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa quy tụ tất cả chúng con trong bữa tiệc đặc biệt này. Xin Chúa thương chúc lành, thành hóa cho tất cả những dự tính của từng người chúng con. Cách riêng xin Chúa thương chúc lành và thành hóa cho những cuộc ăn thức uống chúng con sắp lãnh nhận. Xin Chúa cùng thương nhớ đến Linh Mục Raphael, người con của Chúa, cũng như là người đại ân nhân của kỷ niệm hôm nay. Xin Chúa cùng thương nhớ đến các linh hồn ông bà tổ tiên. Xin Chúa cho tất cả chúng con được luôn luôn để sống hòa hợp, sống quảng đại, yêu thương để hạnh phúc.
con sống. Chúng con cầu xin Chúa Đức Kitô Chúa chúng con. Lida và con và Thánh Thần. Amen. Vì thế chúng ta những người đang đã biết và ổn định ở trong và chúng tôi tiệc mừng thì chúng ta cũng thưởng thức và những ca khúc nhỏ nhẹ. Phước Sơn, xin kính mời các thầy một tràng pháo tay dành cho các thầy đang viện Thánh Mầu Phước Sơn. Yêu Chúa vết thương mọi người, từ mọi người trong hy sinh, trong của lễ mến yêu trong tình. Thương nhau thật là vui chân nhân, người anh em cùng chung sống. Trong của lễ mến
Cảm ơn các thầy. Tình Chúa ôi á cao vời, chút phận còn là kiếp con người. Từ khi trong lòng thân mẫu đồng đưa ôi á tiếng ru, lời ru ấp ủ bao tình. Tình nào như màu nắng xuân hằng theo con tới ngày lớn. Chúa gọi mời, theo Chúa không hề vướng.